Bà đi về bằng gì? Bà có tiền không? Không. Bà định đi về bằng xe buýt nhưng bà không còn tiền nữa. Tội nghiệp bà lão thật đó. Ô trời ơi. Nói bà lão cho bánh mì. Thôi nhớ lại. Rồi bà lão về nhá. Ô bà lão cái bánh mì kìa. Đây đó là thằng quen làm. Ôi cứ cầu lên đi. Rồi. À không, không nhân này nói là ô bà quên nhá, không sao. Ôi bà quên rồi. 3 2 1 diễn. Chào chị Hiền nhá. Chào tất cả các khoa. Đi đâu về đây? Hôm nay mình vừa đi học về. Wow, Hiền đi học về có cái túi đẹp thành điệu thế. Ôi trời, chào bạn đồng. Chào tất cả các khoa. À, thế bây giờ hai chị em đang làm đi học về để làm gì? Mình sẽ đi quét nhà. Giờ mình sẽ học bài thêm để sáng ngày mai để học. Đúng rồi, tốt lắm. Đi học về là phải quét nhà. Còn bạn nhỏ về học bài học xong mới được chơi nhá. Vâng. Học xong bài chưa? Em học xong rồi. Thật không? Em học xong thật rồi. Thế nếu tí nữa em đi chơi về mà chị kiểm tra bài mà chưa làm chị đánh nghe nha. Vâng ạ. Ừ, thế thì em đi chơi đi. À chị ơi, em đói bụng lắm, chị có cái gì cho em ăn không? À đây, chị có cái bánh mì đây, chị cho em nè. Em đi chơi đi nha. Ôi, các bạn ơi, chị em thương nhau thật đó. Ủa? Có bạn đồng không mà em cho bánh mì mà chị cho đi kìa. Chị cho em tiền em đi mua đồ chơi được không? À. Bạn này bán học xong bắt đầu xin đòi tiền nữa các bạn ạ. Người chị nào biết là có tiền không nhỉ? Còn lấy tiền thì cho em nè. Wow. À, đi không được mua đồ linh tinh nhá. Vâng ạ. Ừ, cứ chơi đi. Chào bạn Bom. Xin chào tất cả các bạn. Ôi, bạn Bom đang đi đâu đây? Mình đang đi chơi tiện được mua bánh luôn. Ôi, có bánh gì ngon thế? Bạn có bánh bánh kem à? Ừ. Wow, chà. Ôi, chứ bạn đi chơi bạn này có bánh ăn à? Ừ. Wow, đây, bác xem có bánh gì nào. Wow, một cái bánh kem ngon. Ôi, các bạn ơi, bạn Bom bạn đi chơi bạn ăn kẹo bạn xong bạn vứt rác ra ngoài sân sân ngoài đường kìa. Sao lại vứt rác ở đó bạn Bom? Kẹo cháu. À, bà nói được cái cháu bạn này đó chỉ là hư các bạn nhá. Ăn xong không bỏ rác vào thùng rác lại ném ra đường kìa. Thôi kệ bạn ấy đi. Bỏ thùng rác. À, lại có Ben nữa à. Ben cũng đi học về á. Ben có bỏ thùng rác không? À, Ben có thùng rác luôn. Rồi hai cái bạn này đúng là hư rồi đó. Rồi, giờ vợ bạn Bom ăn đi nhá. Rồi, bác đi về đây. Ôi, chào bà cụ. Chứ bà đi đâu mà bà lại ngồi ở đây? Bà đang trên đường về quê ăn Tết. À. Nhưng mà bà bị bọn cướp hết tiền rồi. Ôi, bọn cướp hết tiền của bà rồi à. Thế rồi bây giờ bà không về được à? À, bây giờ có cách gì giúp bà không nha? Và các bạn cứ ngồi đây chờ xem là có các cháu đi học sinh đi học về cũng rồi xem xin các cháu mà ít tiền mà về nhá. Rồi cháu chào bà nhá. Bà ơi, có một bạn học sinh đến kìa. Thế chào bà đi đâu về mà lại ngồi đây? Bà chào cháu. Bà đang về quê ăn Tết thì bị cướp hết tiền rồi. Bà đói và lạnh quá, cháu cho bà xin miếng bánh được không? Không, cháu không cho bà được đâu. Đây là bánh cháu mua, hai cái cháu còn ăn chưa đủ chứ. Cháu cho bà đi, mấy ngày nay bà chẳng có gì ăn cả. Không, cháu đã nói rồi, không là không. Ôi các bạn ơi, bạn Bom này bạn có cái đồ ăn mà bạn không cho bà lão nha. Như vậy chắc là không ngoan rồi, bạn này bạn hơi tham ăn đấy. Hình như bạn Bom bạn này có tiền nữa hay sao á, không biết bà có cho bà lão một tên lấy tiền mua vé về quê không nữa kia. Đây là
Có nên cho bà lão không nhờ? Nếu cho bà lão thì mình sẽ không còn tiền mua đồ ăn vặt nữa. Nếu cho bà lão mình không còn tiền mua ăn vặt, nếu mà không cho bà lão thì mình có... Bạn đang đắn đo các bạn ạ. Thôi mình dành để mua đồ ăn vặt thôi. Không cho bà nữa à? Ôi các bạn nhỏ ơi, bạn Bom thật là tha man thật đó. Bạn vừa có tiền có bánh mà bạn không cho bà lão này. Bà lão buồn lắm không bà lão ơi? Không, tao không muốn. Bye mày nhá, tao về đây. Ôi các bạn ơi, bà lão này đói run hết cả người lên rồi. Trời thì rét mà một bạn học sinh thì lại rất chi tham man các bạn ạ. Tội nghiệp bà lão quá đi. Bé chào bà đi đâu mà bà lại ngồi ở đây thế? Bà chào cháu. Bà hôm nay đang đi về ăn Tết thì bị cướp hết tiền rồi. Bà không còn tiền về quê nữa. Bà đói quá, bà lạnh quá. Cháu cho bà chiếc bánh được không? Được ra. Thôi các bạn ơi, bạn Đồng này tháo ăn lắm nha. Bạn có cái bánh mì chị gái vừa cho xong đây này, bạn chưa kịp ăn đây này. Cháu sẽ bè nữa cho bà. À, thế thì bạn Thảo ăn thật đấy. Bạn cho cá thì bạn sẽ bị gì nhờ? Đói. À, bị đói thôi thì bạn chia sẻ với cho bà một nửa. Hai tay chứ. À, đúng rồi. Cho bà phải cho hai tay. Rồi bà lão cảm ơn. Bà lão ăn đi cho đỡ đói. Bạn Đồng cũng ăn đi. Bà ăn đi cho đỡ đói. Bạn Đồng hôm nay có bộ com lê thật là đẹp. Con nhà có điều kiện mà lại ngoan đấy chứ. Bà ơi, bà đi về bằng gì? Bà có tiền không? Bà định đi về bằng xe buýt nhưng bà hết tiền rồi. Bà ăn đi. Ừ, ôi bà lão đói ăn rất chỉ là ngon các bạn ơi. Em Đồng bạn cũng rất ăn rất chỉ là ngon. Bà lão giờ lúc đói này phải thấy quý là một miếng ăn lúc đói thì bằng một gói khi no luôn đấy. Thế bà lão không có tiền về, không biết bạn Đồng bạn có tiền không nhỉ? Cháu có ạ. Cháu. Các bạn ơi, như bạn Đồng bạn đang lấy cái tiền mà chị gái cho mua đồ chơi ra hay sao đấy. Chúng ta xem bạn có định thế nào nhá. Cháu chỉ còn vài chục nghìn thôi. Tiền này không biết là tiền của bạn đi mua đồ chơi đấy. Để bạn suy nghĩ xem là bạn nên cho hay không nhỉ. Bà cầm tạm để con đi xe bíp. Ôi, bạn thật là tốt bụng nhờ. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Thế tiền đồ chơi sao Đồng không giữ lại mua đồ chơi? Cháu không giữ đâu. Khi nào chị cháu còn tiền thì cháu sẽ xin để mua đồ chơi. À, còn bây giờ nếu mà không có tiền cho bà thì bà sẽ ngồi đây và chết đói chết rét mất đúng không? Vâng ạ. Mình giúp người trong lúc khốn khó đúng không? Vâng. Bà cảm ơn cháu nhiều lắm. Bà mong rằng các bạn nhỏ đều có tấm lòng tốt giống như cháu vậy. Đúng rồi, nếu mà xã hội này mà nhiều bạn tốt như thế thì xã hội ta sẽ rất tốt đẹp đấy các bạn nha. Chào cháu, bà về quê đây. Cháu chào bà về quê ăn Tết vui vẻ với các cháu. Ừ, cảm ơn cháu. Bà lão ơi, bà quên bánh mì kìa. Bà lão ơi, bà quên bánh mì kìa. Ồ, cảm ơn cháu. Ôi, đúng rồi, bà được tiền là bà quên cả ăn đi các bạn ạ. Rồi bà về mua xe vé xe buýt mà về nha. Ôi, bạn Đồng này tuyệt vời đấy, bạn Đồng cũng về đi. Vâng, cháu chào bà, cháu về. Chị ơi, hôm nay em vừa làm một việc tốt. Ôi, chắc gì chị thấy em cười hơn hớn đi. Thế em làm được việc tốt gì? Em đang trên đường đi chơi thì em gặp được một bà lão. Bà ấy ý không có tiền về quê ăn Tết. Em đã cho bà ấy tiền để về quê. Chị có giận em không? Ừ, chị sẽ không giận em đâu. Em làm một việc như thế là rất tốt, chị sẽ ủng hộ em. Ôi, thật là tuyệt vời quá nhỉ. Thế bánh mì của em đâu rồi? Em cho bà lão rồi. Em chia một phần cho bà và em ăn một phần của em. Một việc làm như thế là chị rất là tự hào. Chị rất là thích những cái việc làm như thế. Chị sẽ ủng hộ em nhiều lắm. Đúng ra chị Hiền kiếm được tiền thì cho em mua đồ chơi nha. Em Đồng hết tiền rồi đó. Để lúc nào chị đi kiếm rồi chị cho em mua đồ chơi nha. Vâng ạ. Rồi, chắc chắn là cảm ơn
bắt đầu hôm nay đã có một việc làm rất là tốt. Rồi các bạn đâu trong clip đâu tập trung về đây để chào các bạn khán giả đi. Nhanh lên. Tập em. Chị đang nói bà già đâu, đóng bà già đâu. Bà già từ mặt luôn đi. Rồi các bạn hãy cho những bạn khán giả diễn viên nhí này một like nhá.